chuyển sang thông tin khác. Từ đêm giao thừa đến nay, bình quân hàng ngày, các ca kiếp trực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tăng đột biến so với ngày thường. Trong đó, ngoài những ca bệnh thông thường, thì tai nạn do bất cẩn trong sinh hoạt và tai nạn giao thông cũng tăng khá cao. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Theo ghi nhận, trong những ngày dịp nghỉ Tết âm lịch 2017, bình quân mỗi ngày khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận từ 120 đến trên 180 ca. Trong đó, số ca bệnh nhân do tai nạn giao thông cũng tăng khá cao. Bình quân mỗi ngày, khoa cấp cứu tiếp nhận từ 16 đến 21 trường hợp, trong đó hầu hết đều phải nhập viện để điều trị. Ngoài ra, chấn thương do sinh hoạt, đánh nhau cũng tăng so với những ngày cuối của năm 2016, đặc biệt không có tai nạn do pháo nổ và các chất nổ khác. Một tour trực ở đây có 2 bác sĩ, 5 điều dưỡng và 1 hộ lý. Nói chung là ngày Tết thì số lượng bệnh tăng đột biến. Ngoài những bệnh nội khoa, bệnh chấn thương rất là nhiều, có tai nạn giao thông, rồi đánh nhau, rồi cũng rất là nhiều. Mà cái lượng bệnh tăng là do ngày Tết, ngày lễ, rồi bệnh các tuyến dưới chuyển lên cũng rất là đông. Anh em chúng tôi thì vẫn cố gắng làm sao để đảm bảo cấp cứu, cố gắng phục vụ làm sao để cho hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo công tác chăm sóc kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết, thì hầu hết các khoa của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tăng cường đội ngũ y bác sĩ cũng như ca trực. Đặc biệt là tại khoa ngoại chấn thương, bởi số ca được chuyển lên đây đều rất nặng và chủ yếu là chấn thương gãy tay chân. Con trai tôi là bị bệnh đêm 30 đêm giao thừa. Nói chung là hai vợ chồng đưa cháu qua đây thì khám, bác sĩ cũng chỉ dẫn tận tình, cấp phát thuốc uống. Hôm nay mang cháu lên tái khám lại. Nói chung là với góc độ là một người dân thì tôi đánh giá bệnh viện làm việc rất là nhiệt tình, dù là trong cái đêm giao thừa. Đêm 30 tôi do ai thì nói chung là cũng khá nhiều bệnh nhân. Tai nạn có bị các bệnh cũng khá đông. Nói chung là đêm đó bác sĩ chạy cũng rất là vất vả. Cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã lại hộ lý. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, từ sau giao thừa đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chỉ xảy ra một vài vụ va quẹt nhẹ. Tuy vậy, trong những ngày qua, lượng du khách, người dân vui xuân đón Tết cùng các phương tiện giao thông đổ ra đường tăng lên đột biến, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt quá tải. Một số khu vực như đường 3 tháng 2, Đài Phun Nước, chợ Đà Lạt, Trung tâm Hòa Bình, Hải Thượng, Nguyễn Thị Minh Khai, Vườn Hoa Thành Phố và một số điểm khu du lịch đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Lực lượng chức năng cùng cảnh sát giao thông được bố trí sẵn 100% quân số để điều tiết giao thông, phân luồng, tăng cường công tác tuần tra, hướng dẫn giao thông, nên tình trạng ùn tắc cục bộ đã phần nào giảm thiểu. Dự báo tình hình lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố vẫn tăng. Vì thế, các ngành chức năng tiếp tục có phương án huy động lực lượng đảm bảo an ninh khu vực tại lễ hội, các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của người dân và du khách vui xuân. Của đình làng. Hơn thế, sau mỗi chuyến đi, thành quả thu nhận được là những kiến thức về di sản phục vụ cho công việc, học tập, là những buổi giao lưu, những làn điệu hát múa mang hơi thở cuộc sống ở mỗi địa phương.